Hello anh em, chào mừng mọi người quay trở lại với channel mình nha. Trong video chúng ta sẽ tiếp tục đến với Scary Teacher 3D nha. Ở đây chúng ta sẽ tặng thêm một số đồ vật này. Oh my god. Ở đây sẽ cho thêm một thùng nước đá nha. Ok, bây giờ chúng ta vào game nào. Let's go. Ở màn này thì cô giáo đang chơi VR đây. Hơn nhất cả bạn này. Oh my god. I ought to enter the Olympics. Ok, chúng ta sẽ đi vào phá hỏng của chơi bia của cô giáo nhá. Trước tiên mọi người giúp mình một like và một subscribe nhá. Ok, chúng ta sẽ đi vào khu nhà của cô giáo. Vừa bị khóa đó. Chúng ta sẽ mua búa để phá khóa nhá. I will make sure you're never bothered. Hello. Ông là không dám bẫy mọi người. Oh my god. I will make sure you never bother me again. Ở đây có một con rắn đang bò này. Ok, chúng ta sẽ đi tìm cách để bắt con rắn này mọi người nha. Giờ chúng ta đang đi ra ngoài kìa. Giờ chúng ta sẽ đúng trêu cô giáo một chút nhá. Đấy, chúng ta lấy được một cây sáo này. Giờ chúng ta xuống trêu cô giáo một chút. Hello. Cô giáo không đuổi được mình, cô giáo đáp trứng mọi người. I will make sure you'll never bother me again. Bây giờ sẽ đi bắt con rắn kia mọi người nhá. Cô giáo đuổi này. Sure, you'll never bother me again. Bây giờ đi bắt con rắn này lại nha. Ồ, kìa thời sáng là đã bắt được rắn rồi. Bây giờ ta sẽ đi biến con rắn này thành một cây gậy đánh bia cho cô giáo nha. Ở đây chúng ta sẽ lấy thêm đồ một tí nữa chơi cô giáo nha. Thay cái con rắn này bằng một cái cây cờ của giáo để cô giáo đánh nghe mọi người nhá. Rồi. Hello Misty. Oh my god, cô giáo đáp mình. Ok, ta sẽ rời khỏi ngôi nhà của cô giáo nhá. Mọi người cùng xem nó sẽ ra sao nhá. Đây là người ta đang đánh bia. Cây để đánh bia đâu á? Oh my god. Nó đang đánh cắn. Ok, chúng ta đến phần tiếp theo mọi người nhá. Ở phần này có giá đang I will be the richest man in the world. Office sẽ đến đón Misty mọi người nhá. Chúng ta sẽ giúp Misty trông xinh đẹp hơn nha. Okay.
Wow, I'm really beautiful. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm một cái loại mặt nạ cho cô giáo tắm nha. Đây là có một lọ gel này. Cho cô giáo tắm mặt nạ lọ gel này nha. Oh, I'll make sure you're never bothered me again. Hey, oh my god. Stay out of my house, you little brat. Và cái này một cái đắp mặt của giáo nha. Đây sẽ là cái đắp mặt của giáo. Giờ ta sẽ chờ con thân. Ta sẽ chờ con giáo đi vào đắp mặt nhé. Wow. Mặt màu trắng luôn. Giờ ta sẽ đi lấy đồ nhé. Lấy thêm đồ để làm cho mặt cô giáo trông xinh đẹp hơn nào. Đấy, chúng ta sẽ lấy thêm một lọ sữa rửa mặt này nhá. Đấy, chúng ta cho lọ sữa rửa mặt vào cái sữa quán này nhá. Ok, bây giờ đi chiêu lá rồi nè. Hey, ôi dồi, người ta đuổi theo. I will punish you, you. Hello. I will punish you, you. Hello. Bây giờ chúng ta rời khỏi ngôi nhà của nhà. Mọi người xem video của mình, nếu thấy hay hãy giúp mình một like và một subscribe nha. Rồi chúng ta rời khỏi đây nè. Chúng ta tháo mặt nạ ra. Oh my god. Bị dính luôn. I wanted to look my best. Bây giờ sẽ xịt cái xịt khoáng vào nha. It'll all be okay. I'll still be my beautiful self. Xong rồi mặt bị đen xì. How strange. Why would he run? Ok, và video này cũng xin lại đây nhá. Cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi và mong mọi người sẽ ủng hộ mình trong những video tiếp theo.